Rồi, trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn các chức năng của trong cái công cụ cơ tool này ha. Cơ tool này. Rồi, đầu tiên thì trong này nó chủ yếu là các công cụ mà chỉnh sửa dây ha. Rồi, đầu tiên là ta có cái này. Lôi cái này ra. Ở trong này nó là một cái công cụ nối dài dây. Thì ta gọi một cái lệnh like đi. Ở trong cái lệnh like cơ bản từ đầu thì mình đã có một cái extend, chức năng extend đây rồi ha. Cái này thì nó chỉ nối đơn giản thôi, không nó chỉ nối thẳng ra thôi, không có cái gì khác hết. Tôi gọi hình chữ nhật đi. Từ tâm ra, từ không ra. Tôi cho kích thước ngang 50, cao 30. Tôi vẽ cái like đây, 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 đây. Rồi, bây giờ cái đầu tiên này, cái công cụ này đầu tiên này là nối ra các cái dây trong này ha. Bạn thấy là nó ngắn hơn, nó không có đụng vô cái hình chữ nhật ở ngoài này. Thì bây giờ nếu mình chọn cụ đầu tiên thì mình nối cái này, nó sẽ sát đây, nối đầu này nó sẽ sát đây, nó không dư ra đây một chút nào hết. Đầu này cũng vậy, đầu này cũng vậy, tương tự ha. Ta chọn lệnh, bạn chọn cái hình hình chữ nhật này, enter. Rồi bạn chọn cái cơ để nối ha. Nhấp vô đầu nào thì nối ra đầu đó. Bạn thấy nó nối vừa sát cái hình chữ nhật, không dư ra miếng nào nữa ha. Nếu mình xong rồi thì mình enter. Đó là cách nối của nó. Còn này, này là nối theo dạng connect, tức là hai hai cái nó sẽ giao nhau tại đâu. Ví dụ như cái này mà mình phát triển dài ra, cái này mình phát triển dài ra thì nó sẽ giao nhau tại một điểm nào đó. Thì cái này là nó nối lại, chức năng này nó nối lại đây. Đây. Nó giao nhau tại đây và nó tự nó cắt đi cái khúc dư này luôn. Nếu mình nối dài ở đây thì mình phải trim đi. Ví dụ như đây đi, tôi nối cái này, tôi chọn extend, tôi nối này dài ra đây, tôi nối extend, tôi lại nối này dài ra đây, thì mất công mình phải lấy hai này mình trim đi, trim lẫn nhau đi thì nó cũng ra như thế này. Đấy. Còn khi mình nối bằng cái này thì nó đi ra đây luôn, nó sẽ giao nhau tại đâu và tự động nó trim đi ha. Nối bằng cái này, extend cơ, smooth. Tên cơ nối theo dạng cơ mà nó theo cái dạng trơn nhãn cơ thì mình nó ra sẽ ra cái cung như như bên này đây đi. Rồi ở đây tôi nối nè, cái tiếp của nó là smooth thì nó gồm có tự nhiên nè, light, add nè. Mình đang ở smooth thì mình chọn smooth đây, thì nó sẽ phát triển ra thành một cái cong, nó một cái cơ cong đây, smooth, cái nó mượt mà trơn nhẵn ha. Đây. Đấy. Rồi cái này là extend by line, line thì nó là đường thẳng đây, extend by line thì nó là một cái đường thẳng từ đường cong bạn nối ra, thì nó cái phần nối ra nó sẽ là cái dạng là đường thẳng. Nên trong nối dây này bạn để ý ha, khi bạn muốn nối đầu nào thì bạn nhấp vô đầu đó và kéo ra đầu đó luôn ha. Ví dụ mình muốn nối đầu này, mình nhấp đầu này mà mình kéo ra đầu này nó sẽ không ra đâu. Mình nhấp ở đây thì mình nối ở đây, nói là kích thước bao nhiêu thì bạn cho vô đó, thì cái khúc nối này này nó ra là một cái dạng là ra đường thẳng. Mình có thể cho kích thước vô, bạn muốn nối ra bao nhiêu đó thì mình cho kích thước vào ha. Đủ lại rồi, cái này cái này nó nối ra nó sẽ là một cái dạng là một cái cung, một cái cung ha, một cái cung cung tới một điểm nào đó. Add to bond ha, tôi gọi một cái bond đi. Đây đây đây, tôi gọi đại đây đi. Rồi tôi chọn nó, chọn cái đầu này tôi nối cho nó vô cái bon này, đầu này tôi nối vô bon này hoặc bon này tùy ha. Nó là sẽ tới một điểm nào đó thì mình sẽ nhấp vô cái điểm đó, nó sẽ ra là một cái dạng một cái cung, nó sẽ tới một cái điểm nào đó ha. Rồi add to bon, cái này thì nó nối theo cái là bán kính ha. Bán kính tức là khi chọn cái chức năng này thì ví dụ bạn nối cọng dây này, bạn nối đầu này ra đi thì nó sẽ lấy một cái khúc nhỏ ở đây để nó giống như nó làm một cái cung, cái cung vô đó thì bắt buộc chỗ cái cung vô này nó sẽ có bán kính và nó sẽ phát triển tròn ra đây ha. Nó sẽ không bao giờ nó đi vô cái điểm này giống như là arc to bond này. Mình chọn đây. Đây thì bạn thấy nó sẽ lấy một cái khúc nhỏ ở đây để nó làm cái cung thì nó lúc nào nó cũng phát triển tròn ra như thế này hết. Còn bên này đó, bạn thấy là nó không bao giờ đi vào một cái điểm nào cả mà nó đi theo một cái bán kính, một cái cung đây. Này thì nó ngắn quá nó không ra đây. Enter, cần kinh z.
Rồi, ở đây, ở trong công cụ này thì add to bond, nhưng mà khi bạn dùng một cái mẹo dùng phím enter thì nó sẽ trở qua công cụ này. Dù tôi dùng cái này đi, tôi dùng add to bond, add to bond, mà nếu tôi enter thì nó sẽ ra cái thằng này, enter. Thì bạn thấy đó, tức là mình để ý công cụ này và mình xài được hai chức năng, bên này với bên này luôn. Rồi, mình Z. Cái này thì nó nối ra, nó có là cũng là một cái add, nhưng mà nó sẽ có tâm. Bạn sẽ lấy một cái tâm, ví dụ đây. Rồi, bạn nó sẽ lấy từ điểm mút này, nó lấy vô đây cái tâm. Ví dụ bạn muốn cho một cái tâm bao nhiêu, cái tâm ở đây thì nó sẽ quay cái này theo một đường tròn như thế này. Rồi, tôi quay đây. Rồi, nhấp vô đây. Tôi lại, bạn có thể cho cái thước của cái tâm này vô bao nhiêu ha. Đây, rồi. Đây. Thì nó sẽ đi theo cái dạng tâm. Ở trong nối các công cụ nối dây này ha, thì mình chỉ để ý là công cụ này, Assemblyline, và công cụ này. Nhưng mà trong công cụ này thì có được cái công cụ này, thì coi như là trong cái nối này ta chỉ quan tâm về ba cái này là chính. Cái này là nối cơ Exchange cơ on sulfate, thì cái này là Exchange cơ on sulfate, là khi nào qua bề mặt sulfate tôi sẽ quay lại tôi nói về nó. Rồi, vậy là trong cái nối dây mình xong ha, tôi xóa hết đi. Rồi tôi gọi một cái hình chữ nhật đi. Không, hình chữ nhật từ tâm ra, từ không tôi cho 50, tôi cho 30. Rồi đây. Cái công cụ này là bo bo dây ha, fillet cơ là bo dây. Bo dây. Thì đầu tiên các bạn hiện lên thì nó trim bằng no đi. Mình cho trim bằng no đi, ví dụ bán kính tôi cho bán kính là 5 đi. Rồi đây. Trim bằng no ha. Tôi nhấp cạnh này, tôi nhấp cạnh này, thì bạn thấy ở đây là nó ra một cái cung như thế này mà nó không trim đi, tại vì mình chọn trim bằng no. Tôi đo bán kính này thì cái này nó là 5, thì nó cũng giống như tương tự ở đây cái đường tròn thôi, bạn sử dụng đường tròn hai tuyến và một cái bán kính này. Nhấp đây, nhấp đây, tôi cho bán kính là 5, rồi tôi chọn hai cái này tôi trim đi, trim đi, thì ở đây nó cũng ra một cái cung y như thế này. À, cấu tạo của nó sẽ ra như vậy ha. Đo này thì bán kính nó là 5 ha. Rồi bây giờ chọn này, chọn trim đi, trim trim bằng z, nhưng mà roll bằng no, trim bằng z thì roll bằng no, thì nó trim này đi nhưng mà nó không có roll lại ha. Rồi tiếp trim bằng z và roll bằng z, bán kính thì do mình ha. Đây, thì nó ra như thế này. Rồi từng trên z đây, ví dụ như tôi gọi một cái line đi, line đây, đây tiếp đây. Đây rồi tôi chọn fillet. Cái chức năng này ở dưới thì nó có, bạn thấy chữ extend, đó là ta mới học xong cái extend, đó là nối dài dây, nối dài ra, mà cái này nó đang ở cái chế độ là add. Bạn phải chọn ở đây thì nó like ha, thì như cái này ha, add like gì cũng được, cái này thì nó hở ra nè, thì tự động nó sẽ nối ra và tự động nó bo này. Chọn đây, tôi chọn đây, thì tự động nó phát triển cái này ra và nó sẽ bo ở đây, giao nhau tại đâu và nó cắt đi và nó bo chỗ này luôn ha. Rồi đó là fillet cơ, fillet cơ trim z này. Đây đây tiếp đây đây đó, thì mình ra một cái dạng như thế này, cũng là một cái dạng mặt cắt ha. Rồi ở đây tôi sẽ chọn cái này là Samfer, lần đầu tiên ở nhà bạn ấy thì nó sẽ là một này. Rồi một, lần đầu tiên của bạn ở nhà thì nó sẽ mở là một. Bây giờ tôi, nó trim zone này với accent này nó giống như là fill fillet ha. Tôi bỏ này đi, tôi bỏ này đi, giờ tôi nhấp vô đây tôi cho là 5 đi. Rồi cái thứ hai tôi cho là 8. Thì bạn thấy ở đây nó là 5 phẩy rồi 8 nha, chứ không phải là 5.8 đâu nha. Rồi, dấu phẩy ha. 5.8 tức là làm sao? Ví dụ như ở trên cái hình chữ nhật này đây, thì bạn có đây là hai cạnh, đèn cạnh, đèn cạnh đó nha. Nếu bạn nhấp cạnh này trước thì nó sẽ lấy từ cái điểm này vô đây là 5. Cạnh này sau thì nó sẽ lấy từ đây xuống đây là 8. Rồi tôi nhấp cạnh này trước đi. Cạnh này. Lại trim bằng no đi. Đây. Đây. Rồi bạn đo nè. Đây, đây, 5. Đây, bạn thấy nó là 5, 8 ha. À, nó lấy từ đây vô đây là 5, từ đây vô đây là 8 để nó ra một cái line như thế này. Rồi tiếp tôi chọn trim đi, trim zone gì thì do mình ha. Đây 5, đây 8, tiếp đây 5, đây 8, tiếp đây 5, đây 8. Rồi, này bỏ đi. Enter, đây 5, đây 8 thì mình ra như thế này. Đó là fill đó, samfer, samfer là vát cái cạnh này nó là ra một cái dạng là dạng đường thẳng ha. Rồi ở đây tôi gọi một cái hình này đi, tôi chọn cái này tôi cho là 10 cạnh đi, 10 cạnh. Tôi chọn cái hình, cái chức năng star này nó là hình ngôi sao, từ không ra đi tôi cho nó lên cỡ này, tôi cho nó lên cỡ này.
Rồi bây giờ cái này là cái fillet cọt. Fillet cọt thì nó fillet cùng một lúc rất là nhiều ha, cái nào có nó có thể fillet được thì nó sẽ fillet. Ví dụ như ở đây mình có cái hình ngôi sao này là 10 đỉnh, ở ngoài này là 10 đỉnh, ở trong này 10 đỉnh nữa, thì tổng cộng là nó 20 đỉnh. 20 đỉnh nếu mà ta chọn cái fillet cơ này, tôi cho bán kính là 2, đi, cho bán kính là 2, thì mỗi một lần như thế này mình chỉ làm được có một góc thôi. Đó, bạn thấy mỗi một lần này mà mình chỉ làm được có một góc thôi, mà làm hết 20 góc thì rất là lâu ha. Cần đánh giá chế chế rồi thì mình sử dụng fillet cọt đây ha. Đây, enter bán kính, ví dụ bạn cho bán kính là 2 luôn đi, thì bạn thấy nó làm một lần một là hết luôn. Thì tùy có theo như con nhu cầu công việc của mình để mình chọn cái giá trị ha. Rồi tôi vẽ ra một cái line đi. À, đây tôi vẽ ra đây một cái line nữa. Rồi bây giờ cái này là cái lệnh plan cơ. Plan cơ tức là làm suông hai cơ. Plan cơ tức là làm suông hai cơ. Thì ở đây mình như cái cơ này, từ cơ này lên cơ này ha. Ví dụ tôi vẽ ra một cái đường cong đi, tôi đổi màu khác, màu trắng. Rồi đây, 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 đây. Thì khi bạn vẽ ra một cái dây này thì không bao giờ mà nó suông được với từ cái dây này đổ lên, và nó cũng không bao giờ suông được từ cái này đổ lên hết, lúc nào nó cũng sẽ bị gãy khúc ở đây. Thì mình sẽ sử dụng chức năng plan cơ. Plan cơ. Rồi các chức năng này ở dưới là mặc định của nó, ta không có chọn gì hết ha. Đây. Đây, thì bạn thấy cái dây này ha, ví dụ tôi gọi một cái bon đi. Tôi gọi cái bon ngay điểm mid này ha. Thì bạn thấy lúc nào cái dây này nó cũng suông với ở đây và suông với ở đây. Ví dụ tôi lấy cái bon này đi, tôi trim cọng dây này, trim cọng dây này. Rồi, tôi chọn cái dây này ha. Phút này tôi xoay lên. Chọn chuột trái nha, xoay lên. Tôi chọn copy lại, tôi xoay từ cái điểm này, tôi xoay 180 độ. Thì bạn thấy cái này nó là cân xứng, thằng này lên đây nó cũng suông đây, và cái khai khúc này nó cũng suông ở đây luôn. Đấy. Còn khi mình vẽ lên thì không bao giờ mà nó ra được hết ha. Cái này thì plan cơ này, thì nó có hiệu chỉnh, nói chung cũng ít khi xài ha. Plan cơ này nó có hiệu chỉnh. Ở đây thì mình cứ đổi màu nó cái đã, để màu đen mình không thấy, màu đen mình sẽ khó thấy lắm. Ok rồi mình chọn này đi. Ở đây G1, cái số 1 này là G2, cái số 2 này cũng G2, từ từ mình nói ha. Đây. Đây. Thì ở đây nó sẽ có các cái hiệu chỉnh ở đây. Cái 1 nè, 1 là cái 1 này nè, nó đang là 2, nó đang là G2 đúng không? Thì trong này nó có G0, G1, G2, G3, G4 ha, G2. G2 tức là nó sẽ ra ở đây là hai cái nút điều chỉnh, đây nút, đây nút nè, đây nút, đây nút. Còn G2 này như vậy bạn có thể cho 3 nút ha, cái gì thì nó ra đây ha. Đó, mình thêm nút điều chỉnh thôi. Ví dụ như ở đây khi bạn muốn kéo cái này xuống ha, đó thì khi mình plan bằng cái chức năng plan này thì tự động nó ra luôn. Còn cái này thì mình có thể hiệu chỉnh. Nếu bạn đè phím shift thì nó có thêm cái chức năng là symmetry này ha. Symmetry này thì là bạn di chuyển bên này nó sẽ trả ngược, nó đối xứng lại ha. Đây ví dụ như tôi đè phím shift trước nha, tôi kéo, bạn thấy là hai bên nó đi luôn ha, thấy chưa? Đây thì nó đi là mang chất là đối xứng, đó là symmetry ha. Đó, thì khi nào tùy theo công việc của mình thích xài mình xài thì mình xài, flip đổi lại ha. Đó thì nó trả ngược lại ha. Flip thì mình nhấp vô đây. Thì nó xuống xuống đây. Trim zone cái này thì tự động của nó hiện ra ha, mình để vậy luôn. Display cơ ha. Display cơ cái này thì mình không có để ý tới làm gì. Rồi, đó, trong này thì nó có các cái hiệu chỉnh như thế thôi. Mình kéo này xuống, mình có thể chỉnh một đầu nó hoặc là một hoặc là hai. Đó, tùy mình thì nó sẽ ra cọng dây đây. Đấy. Rồi tôi đổi lại cái màu khác đi. Ok rồi tôi về hướng phong đi, tôi gọi một đường tròn từ không ra, tôi cho đường tròn là đường kính 18 đi ha. Rồi bây giờ ví dụ như mình muốn cái đai nhẫn này dày ra bao nhiêu, bên này dày ra bao nhiêu thì mình chọn chức năng offset này. Ví dụ 18 thì bạn muốn cho 1 ly thì bạn chọn nó offset, bạn cho cái khoảng cách, cái này là khoảng cách ví dụ 1 đi, cho vô đây thì mình ra được cái viên ngoài này ha. Đây 1 1 ha. Đấy, là offset. Gọi một cái hình chữ nhật ra, chọn hình chữ nhật này offset. Thì ở trong này nó có bốn chức năng, cái là cái khọt nữa là các cái đỉnh chỗ này nè, các cái hình chữ nhật này nó có bốn cái đỉnh ở đây ha, bốn cái góc nhọn ở đây. Thì ở trong này nó có bốn chức năng, đầu tiên là nhọn nhọn sắc, chức năng này nhọn sắc, chức năng này là
tròn nè, chúng ta là smooth là trơn nhẵn, cái này chamfer tức là vá cạnh. Tôi chọn cái shaft nè. Shaft á thì ở trong này đối tượng này nó nhọn ra ngoài này, cái nó nhọn luôn ha, ra này nó nhọn luôn chứ nó không có tròn ha. Trên Z này bỏ, tôi chọn lại, tôi chọn chức năng trong này là tròn. Thì bạn thấy cái này ra ngoài thì cái góc cái đỉnh ngoài này nó tròn ha. Trơn nhẵn thì nó cũng gần như tương tự như tròn ha. Đây rồi, đây chamfer thì nó ra vá cạnh như thế này. Vá cạnh đây thì nó khác ở đây ha, ở đây thì nó có là một đầu lớn, bạn có thể hiệu chỉnh là 5 hoặc 8 như lúc đầu ha, còn này thì nó ra nó sẽ lấy một cái tỷ lệ đều, ví dụ từ đỉnh này vô đây lấy là 2 thì trên này nó cũng lấy là 2 ha. Rồi đối với offset này, đối với offset chamfer các chức năng trong này thì chỉ có giá trị đối với những cái gì có cái hình nhọn như thế này thôi, nhọn góc như thế này thôi ha. Còn ví dụ như đối với những cái hình tròn như thế này, cái cung tròn như thế này thì nó không có giá trị gì hết, nó sẽ không thể nào chamfer và nó cũng không thể nào mà nó nhọn được hết ha, nó không thể nào ra hết đối với những cái gì có góc nhọn thôi. Tùy chọn này là tùy chọn thông bon, thông bon tức là tới một điểm nào đó, tôi gọi cái bon đi đây, đây đi. Rồi tôi chọn offset, tôi chọn cái này. Rồi thông bon tới một điểm đó tức là trong những trường hợp mình không biết kích thước là bao nhiêu ha, ví dụ từ cái vòng tròn này ra cái bon này tôi không biết kích thước là bao nhiêu, hoặc là từ cái hình tròn này ra cái hình chữ nhật này hoặc ra cái bon này tôi không biết kích thước là bao nhiêu, thì tôi chọn thông bon là tôi kéo ra tới đâu đó tôi ưng ý. Ví dụ tôi kéo ra tới cái bon này nó hút vô cái bon này, tôi kéo ra tới bon này nó hút vô bon này, tôi kéo ra điểm này thì nó hút vô đây đây đó, tức là tùy chọn thông bon. Bây giờ bạn muốn biết từ cái đây ra đây bao nhiêu thì đo cũng được, mà bạn chọn cái dây này bạn offset lại thì nó hiện ra cái kích thước là nó ở đây, hồi nãy mình offset nó ra đây thì nó còn lưu kích thước ở đây thì mình biết kích thước nó là bao nhiêu. Thông bon là tùy chỉnh ha, mình muốn ra nó bao nhiêu, tới một điểm nào đó mà ta không biết kích thước là bao nhiêu thì ta chọn cái tùy chọn thông bon đó. Tiếp tolerance này là cái này gọi là cái dung sai, cái sai số cho phép á, bạn có thể cho là 0.01 ha. Đây 0.01, 0.01 này nó có 3 số thì nó là cái sai số của nó là 1% ha, 1% cho sai số lớn hơn, càng số sai số càng nhỏ thì số lên 1/1000, ví dụ 0.001 thì cái này là 4 số thì cái sai số nó 1/1000, càng sai số càng nhỏ thì sự chính xác càng cao. Bonsai này ra hai bên, ví dụ cho là 2 đi, thì cái này mình có cái này và từ ở giữa nó ra hai bên ha. Rồi các cái này thì để hồi nữa quay lại bên cái học cái mặt rồi tôi giảng ha. Bây giờ curveform 2 view tức là lấy dây 2D, lấy dây 3D, lấy dây 3D từ các dây 2D ha. Cái này thì bắt đầu tới đây thì nó hơi mơ hồ một chút xíu ha, cái này bạn phải hình dung một chút. Nó trừu tượng, tới đây thì nó trừu tượng. Rồi giờ tôi vẽ ở trên top đi, tôi vẽ một cái lá thì bạn bứt cái lá đi. Đây rồi, tôi nắn cái lá lá này lại chút xíu, rồi tôi cho anh dậy đi, cho anh dậy đi, mời tôi nắn cái này xuống xíu đi. Rồi tôi có cái lá như thế này, bạn bứt cái lá giờ bạn nhìn hình dung nó đây. Rồi thì ở đây mình tìm cái dây trung bình ở giữa ha, đây đây. Rồi tôi có cái gân lá ở đây. Bây giờ cái lá thì bạn nhìn trên top đây, và cái lá ví dụ nó cong thì bạn phải về hướng rai, hướng rai là hướng bên này của mình đúng không, mình phải về hướng rai. Bây giờ tôi vẽ lên một cái dây đi, tôi đổi qua màu khác, màu trắng đi, tôi bắt từ đây, tôi bắt lên đây, bắt xuống đây. Bạn đừng có cho nó hút gì vô đây nha, đừng có cho nó hút gì, lỡ trên này mà nó có hút gì đừng có cho nó hút vô đây mà kéo cho xuyên qua đây luôn nha. Rồi tôi nắn cái này lại đi. Rồi đây ha, bây giờ hiện thời của ta các dây đều là dây 2D hết, các bạn hướng top đi, bạn thấy dây 2D các dây này bằng cái lá này bạn thấy là ở trên top này nó cong đúng không, nó là những đường cong. Khi ta về hướng phong bạn thấy nó là những đường thẳng, khi ta về hướng ray nó cũng là đường thẳng, thì nó chỉ là dây 2D thôi. Cái dây trắng này cũng vậy,
thì bạn thấy ở đây á, mình nhìn dây hướng ray nó cong nhưng mà khi về hướng phong nó thẳng, ta về hướng tốt nó thẳng. Thì bây giờ ta sẽ lấy dây 3D từ các dây 2D, là qua cái lệnh chiếu, gọi là cái lệnh này curveform hai view ha. Curveform hai view này thì nó đòi hỏi một điều, tức là tất cả các dây của bạn phải nằm trên một mặt phẳng ha, cho dù nó cong vậy nó nằm đổi một mặt, bạn có một hướng nhìn là nó cong thì nó cong làm sao cũng được hết, nhưng mà khi qua các hướng khác nó đều phải thẳng hết, thì nó phải phẳng hết thì mới chiếu được. Rồi tôi đổi qua cái màu này, tôi chọn cơ form hai view, tôi lấy hai cái biên lá này trước ha, lấy cái dây xanh này chiếu theo dây trắng này cũng được, mà lấy dây trắng này chiếu theo dây xanh cũng được, không sao hết. Về cơ form hai view, dây nào thay dây nào cũng được, cuối cùng nó chỉ ra một dây thôi ha. Dây này theo dây này mình có cái dây xanh mình mới thu hoạch được đúng không. Tiếp tôi lại lấy dây trắng để chiếu theo cái dây này đấy. Thì bây giờ mình có hai dây xanh này, mình chọn hai dây xanh đi, bạn về hướng tốt bạn nhìn thì nó chung với hai cái biên lá đúng không, nó cong trên hướng tốt, nó cong khi bạn về hướng phong nó cũng cong luôn, khi bạn về hướng ray thì nó chung với cọng dây trắng à, chung với cọng dây trắng này nè, về hướng ray được chưa? Bạn nhìn trên hướng 3D là hướng nào nó cũng cong hết, tức là dây này gọi là dây 3D. Bây giờ tôi chọn dây trắng này về hướng ray, tôi hiện F10 lên, tôi mua cái này lên, mua cái này lên một xíu, rồi nắng cái này ra một xíu. Rồi bây giờ cái dây này thì nó đã bản thân nó đã cao hơn hai cái dây này rồi, hai dây xanh. Cái dây tôi nắng lên để tôi chiếu cái gân lá, tôi chọn màu vàng. Rồi tôi chọn cơ form hai view, chọn dây này theo cái dây này, thì cái dây màu vàng là mình mới thu được, thì bạn về hướng tốt nó trùng với cái gân lá ở giữa, hướng phong thì nó cũng cong lên vậy, hướng ra thì nó lại trùng với cọng dây trắng đó, tức là cọng dây đấy 3D. Bây giờ tôi lấy cọng dây trắng thì xóa đi, tôi lấy mấy cọng dây màu xanh này tôi xóa đi. Rồi thì bạn thấy mình có đây, trên này cong đúng không, hướng phong nó cũng cong, hướng ray nó cũng cong 3D, thì mình thấy nó ra như thế này. Được chưa? Bạn chọn ba cọng dây này, lôi cái công cụ này ra, lôi cái nhóm công cụ này ra, để nó đây đi, mình sẽ còn xài nữa. Chọn hết ba cọng dây này, bạn chọn lệnh lock, ok đi, trước mắt mình cứ ok đi. À, bạn thấy nó mình ra được một cái lá như thế này. Đó, mình chia đá chi gì đó thì mình chia lên. Rồi tôi sẽ vẽ một cái nhẫn để tôi cơ form hai view lên nè. Hướng phong đi, tôi gọi một cái đường tròn từ không ra, tôi cho đường kính là 17 đi, tôi offset ra tôi cho là một. Rồi tôi lại về hướng tốt. Tôi vẽ một cái đường tròn không, tôi cho cái hột đi, ví dụ tôi lấy đường tròn để làm cái hột đi, tôi cho hột 7 ly chấu bao ha, chấu bao tôi offset ra nó 0.7 đi. Rồi đây tôi vẽ ra một cái line. Ra đây tôi cho 1.5, cái line này nó bắt với cái đường tròn ngoài ha, nè bạn thấy ha, line này bắt với đường tròn ngoài ha, thấy để ý ha. Rồi bây giờ tôi vẽ, tôi đổi màu khác, tôi vẽ một cái CC đi. Cho nó bắt đại đó đi. Rồi bên này. Bên này, bên này, bên này, bên này. Đại đây đi. Rồi cái dây xanh này tôi nắn cho nó ôm sát vô cái đường tròn vàng ở ngoài ha. Ôm tương đối thôi. Đây. Đây ha, nó tương đối thôi, nó không tuyệt đối chính xác đâu. Có nhiều cách để cho nó chính xác nhưng mà ta hiện giờ ta chưa học tới, trước mắt ta cứ vậy đi. Rồi cái dây ngoài tôi cũng nắn cho cái này cho nó vô xíu, cho nó giống như mình offset cái này ra vậy, nó song song một xíu ha, để cho nó đẹp. Rồi cái đầu này nắn vô xíu, rồi cái đầu này nắn vô xíu, nắn vô xíu xuống đây đi. Rồi cái này cho nó lên xíu, nắn cái dây này cho nó quần ha. Rồi bạn cái này bạn chọn hai dây này, bạn xoay nó copy lại, xoay từ không xoay 180 độ. Thì ví dụ mình có một cái nhẫn đơn giản như thế này đi, bây giờ mình cơ form hai view lên trên này làm sao cho cái dáng nhẫn nó ra ha. Thì tôi cần chân Z đi, tôi vẽ ra một cái line F2, tôi vẽ lên đây đi để tôi biết cái hướng là cái cọng dây này tôi ra như thế nào ha.
cho nó dài hơn cái dây này là được. Rồi tôi dùng cái Arc Reduction F2, tôi cho nó lố qua đây đi. Rồi tôi cho nó cong như vậy ha. Cho nó cong như vậy. Rồi bây giờ tôi cơ form hai view, tôi lấy hai cái dây này tôi chiếu theo cái dây này ha. Cơ form hai view, tôi đổi một màu khác đi, màu này. Tôi lấy dây này chiếu theo dây này. Ồ, phần trên Z nó chưa đổi màu. Dây này theo dây này, tiếp dây này theo dây này. Rồi mình coi thử nó bắt sát điểm đây không ha. Rồi đây, bạn nhìn đây, hai cọng dây này ta mới thu được đúng chưa? Ta về hướng tốt thì bạn thấy nó trùng với hai cọng dây xanh gốc của mình, hai cọng dây xanh ở dưới này nè. Đó, bạn thấy. Còn khi ta về hướng phong thì nó là cong theo cái cọng dây này. Được nha. Rồi ta chọn hai cọng này bạn nhấp vô đây chuột trái nha, nhấp vô giấu đi. Dây này thì bỏ đi, dây này bỏ đi. Rồi bây giờ cái ở dưới thì nó sẽ hướng tâm, tôi sẽ nắn cái này lại chút xíu. Tôi mù nó vô ha. Mù nó vô đây đi. Cho cái này xuống một xíu. Rồi. Tạm thời nó như vậy đi. Rồi cái này tôi lại F10 tôi lại nắn tiếp thằng này. Tôi mù nó vô đây. Cho nó hướng tâm một xíu ha. Rồi, tạm thời tôi để như vậy đi. Rồi, tôi cái này thì tôi lại chiếu lên theo cái size nhẫn ha. Cái hai cái này thì tôi chiếu lên cái size nhẫn này. Cái này tôi delete nó đi nè. Tôi chiếu lên cái size nhẫn. Tôi lại cơ form hai view cái này theo cái này là nó dài xuống kệ nó. Cái này theo cái này. Rồi, hai cái này tôi giấu đi. Tôi giấu nó đi, tôi giấu nó đi. Cái này tôi bỏ đi, delete. Tôi vẽ ra một cái line từ không ra. Tôi lấy cái này tôi mới trim cái phần dư ở dưới này đi. Tôi delete. Bây giờ tôi hiện lại nhấp chuột phải nha. Nhấp chuột phải. Mấy cái này tôi giấu đi nè. Tôi lại giấu ngược đi để tôi làm cho ra cái nhẫn luôn. Tôi giấu nó đi. Rồi tôi sẽ sử dụng cái công cụ này. Chuột phải ha. Sử dụng chuột phải. Bỏ cái chức năng quát này đi. Nó hút quát ở đây nguy hiểm lắm. Ta chỉ có end thôi. End là điểm cuối cùng ha. Rồi tiếp. Đây. 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 Rồi ta sẽ sử dụng cái lệnh này. Swap 2 này ha. Swap 2. Đây. Bạn nhấp vô hai cọng dây này đi. Rồi thì hai cọng dây này nó sẽ bắt có một cái line bắt ngang qua đây, ta bắt cái line này. Ta bắt cái line này. Enter. Ok luôn, kệ nó đi, từ từ rồi mình tính ở dưới ha. Bây giờ ở dưới bắt cái này, bắt cái này. Ok luôn. Tiếp. Đây. Đây, bây giờ tới bên hông ha. Ok luôn. Tiếp. Đây. Đây. Cắt này. Cắt này. Ok luôn đi. Cái đầu này nữa. Còn cái đầu này nữa ha. Tiếp. Đây. Đây. Mà cắt này. Mà cắt này. Ok. Rồi mình tô bóng lên mình coi. Thì cái này mình ra. Về hướng tốt nè. Mình nhìn mình thấy đây. À, hướng phong nè. Đây. Rồi bạn thấy nè, cái này nó ở dưới này nó túm vô nè, tức là do mình nắn lại cái dây lúc đầu để mình chiếu lên cái size nhẫn đó. Thì bạn thấy cái này nó hướng tâm vô nè, thấy chưa? Hướng ra nè. Bạn thấy cái này nó nghiêng vô nè, thấy chưa? Đó thì quy tắc của nó là hướng tâm như vậy. Ta chọn hết cái này đi. Ta rồi khoan đã, chọn mấy cái dây chỗ này nè, cụm dây chỗ này nè. Rồi lại đó. Rồi lại, rồi cái cận này cũng vậy. Rồi lại ha. Rồi ta chọn hết nguyên cái đống này luôn. Ta về hướng tốt, ta chọn xoay, copy nó, xoay từ không ra, xoay 180 độ đi. Rồi ta ra một cái xác nhẫn như thế này ha. À, khi bạn hiện lại thì bạn sẽ thấy, này từ bóng ra bạn thấy đó, mình nhìn từ trên top xuống mình nhìn thấy như vậy. Thì khi mình thông qua cơ form hay đi thì mình lên như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ chọn swap một dây này ha, cái size nhẫn với cái mặt cắt này, mặt cắt này, mặt cắt này, ta enter, bạn là nhấp di chuyển nấm vô cái mũi cái bo điểm này, di chuyển nó vô cái điểm giữa ha, mid đâu. Bạn thấy cái mũi tên này đâm qua đây, mũi tên này đâm qua đây thì bạn chọn chức năng flip lại, nó phải cùng hướng nha, hoặc là bạn sẽ nhấp bên này hoặc bạn nhấp bên này, nhấp bên này thì đi theo bên này mà nhấp bên này thì đi theo bên này. Mình nhấp vô đây rồi bạn thấy hai mũi tên nó cùng hướng chưa, ta enter, không có chọn cái này ha. Ok rồi ta ra một cái xác nhẫn như thế này. Ta về hướng phong ta nhìn đi. Đấy, đó là xác nhận như thế này. Ta về hướng ra ta nhìn đi. Nó lên như thế này. Về hướng top ta nhìn thì lên như thế này. Rồi bây giờ chọn hai cái dây vàng rồi đi. F2. Mu nó lên. Mu lên cỡ này đi. Rồi chọn chức năng này. Adjust. Bo size bằng no cho cáp bằng Z nha. Cáp bằng Z. Delete bớt bằng Z luôn. Ta cho nó xuống đây một khúc nhỏ vậy đi.
rồi ta tô bóng lên. Đó, ví dụ như mình ra đơn giản như vậy đi, trước mắt thì mình hiểu cái cơ form hay view đã. Đó, bạn thấy là không tốt nè, nó nhìn đây ha, không form nó nhìn đây, không ra nó nhìn đây ha. Rồi tôi vẽ lại một cái nhẫn khác, hướng phong đi, tôi chọn một cái đường tròn không, tôi về cái màu xanh này đi, tôi cho đường kính 17. Từ offset ra cũng là tôi cho một ha. Rồi ở đây tôi vẽ ra một cái hình vuông đi, hình vuông đây, từ không ra tôi cho 3.5 đi, coi như là 7 ly đó. Tôi vẽ một cái đường cong, tôi vẽ cái này là ví dụ như hồi nãy là cái đường tròn thôi, ở này mình vẽ một trái tim. Bật chọn mirror ha, mirror, bật cái record factory này lên, rồi ta bắt từ đây, rồi F10 ta nắn lại. Rồi đây này tôi bỏ đi, này tôi drone lại ha, drone lại. Rồi tôi vẽ ra một cái line nữa cho 1.5, này tôi mirror qua bên này luôn ha, mi nè, không nè. Rồi bây giờ tôi vẽ ra, tôi đổi màu trắng CC, tôi vẽ ra cho nó bắt vô cái điểm này. Tiếp đây đây này đây, rồi tôi nắn cái dải trắng này lại đi cho nó ôm sát cái tim chút xíu ha. Rồi như vậy đi, rồi cái này nắn lại cho cái này nó giống như là từ đây ra đây nó song song chút xíu, đầu nó lớn rồi ha. Nắn cái đầu này ra, rồi tạm thời như vậy. Cái này thì tại vì hình trái tim thì bên này nó tròn, đầu này thì nó làm ra như vậy thì nó giống như chấu đuôi cá, thì mình vẽ lại CCC cho nó bắt vô đây. Rồi cái này cứ cho nó bắt dài ra đây đi, rồi ta nắn cái này lại F10, nắn cái này cho nó ôm sát vô trái tim này chút xíu ha. Rồi rồi ta vẽ ra một cái line đi, từ không ra lấy cái line này trim cái phần dư ở đây đi, delete nó luôn. Rồi cái này F10 ta cũng nắn lại, nắn nó vô chút xíu. Rồi cho nó vậy đi, ta vẽ ra một cái đường cong nữa đây cho nó song song với thằng này ha, canh bằng mắt đi. Rồi đây chọn cái cụm này 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 rồi lại. Thì bạn thấy bây giờ hai cái hướng đi khác nhau hoàn toàn ha. Bên này bây giờ tôi vẽ một cái line đi, tôi làm bên này trước rồi line để mình biết cái điểm mình đi nè. Bây giờ add direction ha, direction bắt đây đi, F3 F2 chứ. Rồi tôi bắt ở đây đi, à không, tôi vẽ một cái line từ không lên nữa để tôi mới biết đường direction. Bây giờ mới direction đây hai, ví dụ cái này tôi bắt đây đi, để ship cho nó thẳng. Rồi cái này nó dư ra đây, tôi trim khúc này đi, tôi là vẽ một cái cung qua 3 điểm nữa, cung qua 3 điểm tôi cho nó dư ra luôn đi ha, không sao hết. Rồi hai này roll lại này bỏ, bạn thấy cái dáng ở đây thì ở đây nó có một cái góc nhọn ở đây ha. Rồi bây giờ tôi cơ form hai view hai cái dây này theo cái dây này, cơ form hai view dây này theo dây này, tiếp dây này theo dây này, được chưa? Rồi thì cái dây này xong ta bỏ nè, cái này xong rồi, ta giấu đi, giấu đi. Cái này ta cũng làm theo nguyên tắc hướng tâm luôn ha. Thì cái này ta lại chọn cái này, tôi nổ tung ra, nổ đây, chọn đây ha, nổ tung ra. Rồi cái này tôi mới mu nó vô một xíu vậy đi, vậy ha. Rồi cái này tôi mu nó vô đây vậy đi. Rồi tôi vẽ một cái line từ không ra, tôi mới trim cái khúc dư này đi, tôi delete. Thì thằng này F10 lại, thì tôi nắn từ cái điểm này tôi lôi nó vô đây. Rồi nắn lại cái điểm này, này ha. Rồi thằng này cũng F10 luôn, nắn cho nó vô cái dây màu trắng này nha, đừng phải ngay cái dây cái của trái tim luôn nha. Rồi mù nó lên,
Rồi đây ha, chọn dây này, dây này, dây này roll lại đi. Bây giờ thì mình lại chiếu theo cái size nhẫn đúng không? Dây này chiếu theo cái size nhẫn, tiếp dây này chiếu theo cái size nhẫn. Rồi ta có hai cái dây này, này ta giấu hết đi, giấu đi. Này cũng vậy, này cũng vậy. F2 tôi vẽ một cái line từ không ra, tôi chọn tìm này đi, rồi tôi delete, tôi lại hiện lại, tôi chọn mấy cụm này tôi giấu đi, mấy cụm này tôi giấu đi, cụm này cũng vậy. Rồi tôi vẽ ra một cái vẽ bằng chuột phải ha, tôi vẽ n n n n bon. Rồi tiếp n n n n bon. Rồi swap 2 ha, swap 2. Đây 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 đây. Cứ mặc kệ nó. Ok tiếp đây 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 đây. Ok tiếp đây đây. Ok rồi tiếp đây 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 đây. Ok luôn ha, ở đầu này luôn ha, đầu này làm luôn. Đây đây đây. Ok rồi ta chọn cái cụm dây dưới này, ta roll lại trước đã, roll lại. Rồi hết cái cụm này ta roll lại đi. Rồi ta tô bóng lên. Rồi thì bạn thấy ở đây ha, F3. Bạn nhìn cái này nó hướng tâm vô đây ha, F1. F hướng phong thì nó ra như thế này, trên đầu này thì nó chặt cái góc ở đây ha. Đó, bạn thấy nó ra một cái góc ở đây như thế này. Ta hiện lại. Rồi tôi vẽ lên một cái line, tôi đổi màu khác đi, màu vàng. Tôi bắt ngay cái điểm này cuối cùng ha, tôi cho nó lên đây. Rồi tôi dùng cái Add Direction F4. Đây, cho lố hơn cái dây vàng chút xíu ha. Rồi cái này thì nó cao hơn rồi, vẽ lại để ý đó đi, rồi hồi nữa mình xóa, mình cho cái điểm này nó thấp hơn một xíu. Rồi đây. Bên này thì tôi không có chỉnh cho nó nhọn nha, bên đó bên đằng sau á, bên đằng sau để hai dây này tôi cho nó cong ha, để mình thấy thấy sự khác biệt cơ form hai view. Đây đây tiếp đây đây. Rồi dây vàng này tôi bỏ, dây vàng này tôi bỏ luôn. Này tôi về hai cái dây này tôi giấu đi cho dễ làm, giấu đi. Này tôi lại chọn F10, chọn F10, tôi mu nó vô, cho cái này nó xuống một xíu. Rồi thằng này tôi lại mu nó vô, F10 mu nó vô. Rồi tôi vẽ ra một cái line từ không đi. Này tôi phải nối nó ra một chút xíu, cho nó dài ra đây một chút xíu, cho cái này nó lên đây một chút. Rồi cái này ta chỉ trim này thôi ha, không trim, không cần trim thằng ngoài. Rồi bây giờ ta lại cơ form hai view theo cái cơ form hai view theo cái size nhẫn. Tiếp rồi tôi giấu hết đi, giấu hết đi. Này cũng vậy, tôi vẽ ra một cái line không, chỗ này tôi trim đi, tôi delete, tôi hiện lại. Rồi cộng này tôi lại giấu đi, giấu đi này nữa. Rồi tôi vẽ bằng cái chuột phải, tôi vẽ đây 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 bon. Rồi tiếp đây 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 bon ha. Swap hai hai cái trên trước. Ok đây 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 đây. Ok tiếp đây 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 đây. Ok rồi tiếp. Ok rồi tiếp luôn ha, đầu này luôn. Ok chọn cái dây chỗ này roll lại đã nè, dây chỗ này roll lại. Rồi hết cái cụm này roll lại đi, cho hiện lại. Rồi mình tô bóng lên đây ha, bạn thấy cái này, bạn thấy ở đây nó cũng hướng tâm vô như thế này ha. Rồi ta swap một đi, chọn cái size nhẫn ha, chọn cái dây hình chữ nhật khép kín này ha, trong này cũng hình chữ nhật, di chuyển cái này vào giữa. Rồi di chuyển cái này vào giữa, ngược hướng rồi ha, mũi tên đâm qua mũi tên đâm lại, chọn flip bên nào cũng được, enter. Ok rồi ta có đây ha, nè bạn thấy hướng form đây.
Thì cái bên cái khúc vàng này thì ở đây nó tròn, nó không có nhọn như bên cái khúc trắng này ha. Đây, cái này nó tròn đây. Rồi thì cái này ví dụ là mình chọn cái trái tim này đi. F2 mình mô nó lên cho nó lên cỡ này đi. Đây, mình đã chút cái này xuống cho cáp bằng Z đi. Cả nó cứ ép xuống nó xuống cho nó âm trong này những này trước đi, mình chưa học tới những cách xử lý nó thì mình chỉ đi tới đây thôi ha. Đó, chủ yếu là bạn hiểu cái lệnh cơ form hai view. Cơ form hai view ha. Rồi, chân A thì xóa, bạn coi lại mấy cái chức năng của cơ form hai view ha. Rồi, cái này là cơ form processing profile ha. Cái này là tạo mặt cắt qua các cái dây ha. F1 ví dụ tôi vẽ ở đây đi, tôi vẽ CC đường cong đây, đây, đây. Đây. Rồi tiếp đây, 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 đây. Rồi, tôi vẽ ở đây một cái nữa nhưng mà tôi về hướng right. Vẽ đây, 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 đây. Này tôi mô lên như thế này. Cái này tôi mô ra đây. Mô xuống, tôi kéo nó xuống nữa. Rồi, này ra đây. Giờ ta có ba cọng dây này, ba cọng dây này, định hình bạn bạn hình dung thấy ba cọng dây này nó nằm ba hướng khác nhau nè, đó nó tùm lum hết thôi. Trong những trường hợp gì đó ta vẽ ra nha, nó cong ra như thế này ba cọng dây này. Bây giờ cái này là tạo, cái lệnh này là tạo một cái mặt cắt lúc nào nó cũng bám sát ba cọng dây này hết, lúc nào nó cũng qua ba cọng dây này hết. Rồi ví dụ tôi chọn này đi, chọn này, đây, 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 enter. Rồi bạn kéo, nếu bạn chọn tôi cái này đang là close, đóng lại bằng no nè. Tôi đây nhấp đèn điểm, tôi đè shift qua đây. F4, bạn thấy cái này nè, nó có một tạo một cái mặt cắt màu vàng này ra nè. Thế là nó bám sát ở đây một điểm, đây trên này điểm lúc nào nó cũng bám sát ba cọng dây hết ha. Bây giờ tôi cho low bằng Z nè. Đây. Đây. Rồi thì bạn thấy cái này thì nó lại cuốn, low bằng Z thì nó cuốn này. À, có những trường hợp mình tạo tạo ra như những cái bề mặt mặt cắt như thế này thì nó nhanh hơn. Cái này vô đụng mà vô tới bài thì tôi sẽ nói về nó sâu sắc hơn. Như cái lệnh này nó chỉ tạo ra các mặt cắt ha. Bạn thấy đây nó có hai cái vòng tròn mặt cắt qua ba cái dây này, thì ở đây nó cũng vậy, mình có ba dây đây thì nó tạo ra mặt cắt này để sau này mình có thể tạo mặt từ lốp nè, cơ form network hay swap 1, swap 2 gì đó thì tùy mình. Rồi tôi xóa đi. F1 CC đây 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 đây, tiếp đổi qua cọng dây màu xanh đây 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 đây. Rồi bạn thấy cái này là hai cọng dây này, dây vàng với dây xanh, chỗ này nó bị gãy khúc ha, chỗ này nó bị giữ cái mối nối này nó bị gãy khúc. Chỗ này thì nó bị gãy khúc ha, cái này thì làm cho tiếp tuyến giữa hai dây, mất làm cho suông giữa hai dây. Nếu bạn chọn cộng xanh trước thì cộng xanh sẽ bị biến dạng theo cái cộng vàng, tức là nó phát triển từ đây để nó lên đây ha. Tôi chọn cộng xanh trước đi, tôi chọn cộng vàng. Rồi ở đây thì mình chỉ để ý về tan thôi, mình muốn cho nó tan này ha, tiếp tuyến đây ha. Ok thì bạn thấy cộng xanh này nó biến dạng nè, tôi undo lại nè, bạn thấy cộng xanh biến dạng nè, bạn thấy chưa? Rồi đây mình làm lại nè, xanh nè, vàng nè, đây mình ở trên này mình để tan, ở đây mình để tan ha. Thì bạn thấy cái này nó suông lên chỗ này, nó không bị gãy nữa ha, xuống lên nó không bị gãy chỗ này nữa. Đó là như vậy. Mesh đó thì nó chỉ làm suông ha. Mình cũng có một cách nữa làm cho nó suông, tức là nó khi nó bắt suông thì bắt buộc là sẽ có một sợi biến dạng theo cái sợi xe sợi dây kia thì nó mới suông được. Rồi tôi vẽ một cái đường tròn đi. Đó, tôi lắc cái này vô đây cái. Tôi bắt cái này đây. Đây này, tôi lấy cọng dây này, tôi trim hai khúc này đi. Tôi trim tìm hai khúc này đi, rồi delete nó đi. Bây giờ tôi lại dùng cái lệnh plan cơ, tôi lên lên đây, lên lên đây, đây thì mình ra cái khúc này nó xuông với khúc vàng ở đây và nó xuông với khúc xanh ở đây này nha. Rồi đây tiếp 1 2 3 4 5. Rồi F10 bạn vẽ ra một cọng dây như thế này đi. Bạn thấy ở trên màn hình của mình thì nó có là 5 điểm điều khiển, 1, 2, 3, 4, 5 ha. Cái này là rebuild này, rebuild này là thêm bớt các cái điểm ở trên dây. Thêm bớt các cái điểm ở trên dây. Đây.
chọn dây hoặc xuân phây, mình đang mới học dây thì mình để ý dây. Enter. Cái số đằng trước này nó là của nó đang có ha. Cái Dory này từ từ tôi giải thích, nó đang là 3 nè. Ví dụ như mình bạn muốn thêm bớt điểm về trên đây thì bạn cho vô 6 đi. Thì ok. 6 ok, cái Dory này vẫn để là 3 luôn, từ từ tôi giải thích. Bạn thấy nó sẽ bị biến dạng nha, 6 6 bon nè, bạn thấy giờ nó tăng lên thành 6 bon. Rebuild thì chắc chắn cọng dây nó sẽ bị biến dạng ha. Undo lại bạn thấy cọng dây nó sẽ bị biến dạng ha. Thì về nói về rebuild này thì bạn đừng có cho rebuild nhiều, ví dụ tôi cho 6 bon đi. Thì 6 bon như thế này thì bạn có nắng nó có sự uyển chuyển giữa các cọng dây. Nếu mà bạn rebuild này, bạn cho nó rất là nhiều bon, ví dụ tôi cho 60 bon đi. 60 điểm thì cái càng nhiều điểm thì cái sự biến dạng nó càng ít, nhưng mà nó sẽ gặp khó khăn cho bạn khi nếu bạn muốn rebuild nó để bạn nắng cái dây này thì nó sẽ rất là khó nắng. Rồi bạn thấy là nó lên 60 điểm như thế này. Thế là tôi chọn này, tôi kéo lên đây. Thì bạn thấy là cọng dây này nó sẽ không bao giờ nó mượt. Nó có sự biến chuyển ở trong hai cái điểm này. Ví dụ tôi nắng cái điểm này đi. Nắng điểm này thì nó sẽ có sự nó sẽ cái sự co giãn của cái điểm này nó biến dạng, bị hai thằng này nó khống chế rồi, hoặc là cùng lắm là ra thêm hai thằng hai bên nữa. Bạn thấy. Nắng lên, nó tới điểm này là hết. Được chưa? Đó, thì rất là khó nắng. Mà bạn rebuild thì tốt nhất là đừng, thì trừ khi những trường hợp bạn không muốn có không có chỉnh sửa gì nữa thì bạn có thể cho thêm nhiều ha. Rồi, tôi cho 6. Ok. Đó, rebuild tức là thêm bớt các điểm ở trên dây để chỉnh sửa. Ví dụ như đây. Tôi vẽ ra một cọng dây. Đây, đây, đây. Đây, đây, rồi. Đây, đây. À, đây, đây, đây. Ví dụ tôi làm cho nó suông đi ha. Mách dây này, theo dây này. Ok. Thì bây giờ hai này suông lại, nhưng mà khi bạn roll lại, bạn roll lại thì bạn thấy nó thành một cọng dây thống nhất. Nhưng mà khi bạn nổ ra nó vẫn ra. Nổ đây ha. Nổ đây. Nổ đây thì nó báo là nó nổ ra hai, thành hai cọng dây đơn giản ha. Hai cọng dây đó. Thì bây giờ mình roll lại đi. Nếu bạn chọn rebuild, rebuild nó đang là 9 bon, bạn cho nó cũng 9 bon luôn đi. 9 bon. Ok. Thì nó ra đây. Thì khi đây rebuild lại, bạn nổ ra nó sẽ không ra nữa. Nó không ra nữa ha. Đó là rebuild để làm cho một cọng dây thống nhất. À, nhiệm vụ của nó là thêm bớt các cái điểm điều khiển trên dây. Cái thứ hai nữa là làm cho một cọng dây thành thống nhất. Bây giờ cái Dry, tôi giải thích cái Dry đó ha. Tôi gọi đường tròn đi, từ 0 ra. Tôi cho đường kính 17. Thì cái đường tròn này đúng không? Bạn hiện F10 lên đi. Thì bạn thấy cái này của nó là nó có 8 bon nè. Nè, 8 bon. Thì khi ví dụ bạn nắm cái bon này đi, bạn kéo lên, bạn thấy là nó nhọn ra đây, thấy chưa? Cái kết cấu của nó nhọn, thế là nó là coi như cái đường tròn này là nó lấy 4 cái cung ha. Đây cái cung, đây cái cung, đây cái cung, đây cái cung để nó làm đường tròn. Nó 8 bon đúng không? Bây giờ tôi cũng rebuild lại. Cái tròn này enter. Nó 8 bon, tôi cũng cho 8 bon luôn. Thì bạn thấy cái đường tròn, cái Dry này nó có 2 thôi. Giờ tôi cho nó lên là 3. Thì bây giờ cái cấu trúc bon nó lại ra như thế này. Bạn thấy nó ra ôm xé cái này. Thì khi bạn nắng đây, nó có cái sự cung tròn này. Nó không có còn nhọn nữa ha. Rồi, tôi rebuild nó. Tôi cho cái này là 3 điểm điều khiển. Và cái Dry này tôi cho bằng 1 thôi. Ok. Nó ra thành một cái hình tam giác như thế này. Nó có 3 điểm điều khiển này. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Được chưa? Tôi cần trên giác. Tôi lại rebuild lại. Tôi cho cái Dry này lên thành 2. Thì nó cũng ra hình tam giác. Nhưng mà nó có sự tròn đầu. À, bạn thấy. Nè, có sự biến chuyển đây. Ha. Cần trên giác. Cần trên giác luôn. Tôi rebuild lại. Chọn này. Tôi cho nó 4. Mã này tôi cho 1. Ok. Thì nó ra như thế này. Cái Dry đó. Cái Dry chế độ tối ưu của Rhino thì nó thường là để là 3. Cái này là 3 ha. 3. Ok, thì nó 4, nó ra 4 dạng như thế này. Thì ở đây nó cũng có cái Dry. Bạn thấy đây Dry bằng 3. Dry bằng 3 thì nó sẽ phát triển tới các cái cung, cái đường cong này nó có cái sự mượt mà ha. Còn ví dụ tôi cho lại đi, tôi cho Dry bằng 2. Rồi tôi vẽ đây. 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 Bạn thấy cái cọng dây này nó rất là nó không có mượt như cái Dry bằng 3. Nếu bạn chuyển về cái Dry này bằng 1 thì nó sẽ ra thành cái polyline này ha. Đây đó, để thấy sự cái Dry nó là cái gì, mặc dù là mình vẽ đường cong này ha.
nhưng mà cái degree bằng 1 thì nó lại ra thành cái polylab. Bạn mà vô máy ai bạn phá, bạn chọn cái cho degree này bằng 1 mà ai không hiểu về nó thì không biết tại sao luôn ha, không biết tại sao mình vẽ cơ nó cứ ra cái line như thế này, đó là cái degree ha. Rồi mấy cái này thì không có gì, cái này cũng review mà nó không có biến dạng gì nhiều ha. Đây tôi chọn này tôi cho bằng 3. Đây, này tôi chọn cái này. À, tôi đổi qua màu trắng đi. Rồi, tôi chọn này, tôi chọn cái chức năng này. Rebuild thì ở đây là cái dung size sai số ha. Ví dụ bạn cho 0.001 thì cái sai số nó 1 phần ngàn ha. Max bond ha là cái nó sẽ hiện lên cái bond điều khiển này nè. Nó là 50 bond ha. 50 bond, ví dụ tôi cho là 30. Rồi. Quad bằng Z ha, water bằng Z hoặc bằng no. Delete embed, delete embed là xóa dây gốc, tôi cho bằng no đi để mình thấy. Cái reset bond này thì để ý ha, enter, cái hướng nó đang đi như thế này ha. Rồi, enter. Coi như là ở đây mình có hai cộng này, bạn nhấp vô bạn thấy cơ trắng với cơ xanh thì cái sự biến dạng của cơ trắng nó rất là ít ha. Cái cơ trắng là cơ mình mới thu được. Cái cơ xanh ha, cái sự biến dạng của nó rất là ít ở đây. Ví dụ tôi chọn ở đây, tôi lôi cơ trắng này ra đi. Thì khi bạn hiện F10 lên, F10 thằng này không có qua rebuild thì thằng này nó đang là 5 bond, nhưng mà khi bạn hiện F10 lên thì thằng này nó lên rất là nhiều bond. Thì nó thằng này nó cũng như thằng này, chẳng qua là bạn cho nhiều bond lên thôi ha. Thế thì bạn ở này bạn F10 đi. Bạn chọn Ctrl A đi. Thì nó thấy ở đây là 30 bond ha, 30 bond là trên cọng dây này. Ví dụ bạn rebuild cọng dây này lại. Bạn cho nó 30 bond thì nó cũng ra y như thế thôi. Rồi F10 lên luôn. Thì kết cấu nó cũng ra y như vậy ha. Bạn thấy đây. Đó. Thì cái sự biến dạng nó ít đi thôi. Rồi cái này tôi chọn vẽ đường tròn CR0, tôi cho 18. Rồi cái này là di chuyển điểm đầu. Mấy cái này thì không có gì quan trọng, tôi không có giải thích. Mấy cái này là di chuyển cái điểm bắt đầu của một đường dây khép kín. Di chuyển điểm bắt đầu của một đường dây, tôi chọn dây này đi. Đây thì ví dụ như ở đây nó là điểm bắt đầu, nó từ đây và nó chạy theo cái này. Ví dụ bạn muốn di chuyển điểm đầu nó ở đây đi, ví dụ điểm đầu nó mặc định ở đây ha. Ví dụ tôi chia điểm đi, tôi chia bằng VD nè, VD thì bạn thấy điểm bắt đầu nó nằm ở đây đúng không? Nếu bạn enter, ví dụ tôi chia cho ta 7 điểm đi thì nó sẽ chạy từ đây lên đây ha. Rồi cần trên Z tôi lấy cái này, tôi chọn nó, tôi cho cái điểm bắt đầu nó ở đây, được chưa? Enter. Bạn muốn đổi hướng lại thì chọn flip, enter. Thì cái điểm bắt đầu nó, khi bạn muốn chạy cái gì chia đá gì, nó sẽ chạy từ cái điểm này ha, nó sẽ chạy chạy tới cái này. Thì hồi nữa để quay qua bài ấy thì tôi sẽ quay lại tôi giải thích thì các bạn dễ hiểu hơn ha. Rồi CC đây 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 đây. Rồi cái này mình hiện F10 lên, bạn thấy ở trên hình của mình là có 5 5 bon ha. Cái này là thêm bớt các cái điểm, thêm hoặc bớt, thêm vô một chèn vô một điểm. Ví dụ tôi muốn chèn giữa hai cái điểm này, tôi chèn muốn chèn một điểm ở đây để tôi nắn khúc này thôi, thì mình chọn nó kêu mình chọn cơ hoặc sinh phay, tôi chọn cơ đây. Nếu bạn chọn mid bond bằng no thì cái này bạn nhấp ở đâu nó nằm ở đó. Nếu bạn chọn mid bằng z thì bạn thấy là bạn có lắc ở đâu thì cái bond này nó sẽ nằm ngay giữa nha. Bạn thấy là nó chêm vô ha, mid bằng no. Rồi bạn thấy thêm bớt các điểm này vô ha. Đó. Thêm bớt, thêm vô thì có trừ ra thì ví dụ bạn trừ ra bạn nhấp vô đây, bạn thấy đây nó có màu đỏ ha, đây màu đỏ, ví dụ bạn nhấp vô thì nó trừ cái khúc dây ra. Tiếp nhấp vô đây, cái nào có màu đỏ bạn nhấp vô cái là nó sẽ trừ đi ha, còn không thì bạn chọn này, bạn chọn delete đi nó cũng ra. Rồi đây vẽ đường cong đây đi, chỗ đường cong này nó hở ở đây. Ví dụ nó hở ở đây ha thì mình chọn cái này. Cái này là đóng một dây hở, cái này nó đóng lại thì nó chỉ đóng một cái line thôi, nó đóng ra thành một cái line. Bạn thấy cái này nó đóng lại ở đây. Cần trên Z này, này nó đóng lại ở đây ha. Nó đóng ở đây. Thì cái này nó chỉ đơn thuần là một cái dây, nó chỉ là một cái lệnh để đóng lại thôi, nhưng mà khi tôi ứng biến nó vào, tôi dùng nó để làm thành một cái công cụ kiểm tra thì phải để qua bài sau học các cái này tôi mới nói về cái công cụ này được ha. Thì bạn hiểu nôm na nó chỉ là đóng một dây hở và nó đóng lại cái dạng của nó đóng lại là một cái đường thẳng thôi. Đó, thì bạn thấy nó báo ở đây là
có một dây đã được đóng lại ha, một dây đã được đóng lại thì đó, mình nó chỉ đơn thuần là một công cụ thôi, nhưng mà biến nó thành một cái công cụ kiểm tra thì sao phải qua bài sau tôi mới nói được. Rồi bạn coi lại các cái bài này ha, về sự cái này là nói chung là về bên này là chỉ xử lý dây thôi, cơ tôn là xử lý các về dây thôi, thì bạn coi lại và thắc mắc gì thì liên lạc với tôi ha.